Hey, xin chào các bạn. Ở buổi trước chúng ta đang thực hiện Validate Form thông tin sinh viên. Tiếp tục ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện phần Validate Form sinh viên. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với code của phần trước. Tôi sẽ mở nó lên. Thì hiện tại chúng ta đang validate cho trường hợp là họ và tên. Và tôi muốn thêm một cây nữa. Đó chính là chúng ta sẽ validate khi mà người dùng nhập lớn hơn 50 ký tự, thì tôi sẽ chỉ cần thay đổi cái điều kiện này lớn hơn 50. Đó, thì chúng ta sẽ thay thế cái thông báo đây sẽ là không được lớn hơn 50 ký tự. Không được lớn hơn. Đây sẽ là 50 ký tự. Đó. Chúng ta sẽ chạy thử nó lên. Đây, chúng ta sẽ copy paste vào. Đó, thì các bạn thấy rất là nhiều. Thì nó sẽ báo lỗi ngay. Đó, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý cho phần email. Thì đối với phần email chúng ta cũng sẽ làm tương tự giống như phần full name. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà sử dụng loadat là empty. Nếu mà thằng này là empty, chúng ta sẽ báo lỗi. Chúng ta sẽ quay trở lại form email, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến spend lỗi ở đây là email errors và sử như vậy. Chúng ta sẽ quay trở lại đây và chúng ta sẽ gọi đến cái ID này và truyền lỗi vào như thế này. Đó, nó sẽ như thế này. Đây, vui lòng nhập email của bạn. Ok, chúng ta chạy thử lên. Đó, chúng ta thấy lỗi rồi. Trường hợp tôi nhập như thế này, mặc dù đã nhập đúng rồi, nhập thông tin email ở đây rồi, nhưng chúng ta nhập sai định dạng của email. Tôi cần là thông báo lỗi ra đây. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Thì để sử dụng được cái phần validate cho định dạng của email, chúng ta có thể kiểm tra được bằng cái regular exception. Thì đây là một mẫu regular exception để chúng ta kiểm tra định dạng của email. Thì tôi sẽ sử dụng cái mẫu này và tôi sử dụng một cái hàm để kiểm tra email. Tôi giả sử tôi đặt tên là function email invalid như thế này. Đó, và tôi chuyển vào đây là email, chính là cái mà người dùng lấy được từ input trên form truyền vào. Thì ở đây tôi chỉ cần thay thế cái này. Thì đây là một hàm có tham số truyền vào. Đó, thì các bạn sẽ nhận được như thế này. Tôi sẽ return như thế này. Thì bây giờ cái hàm này của chúng ta nó sẽ trả về cái kết quả này là true hoặc false. Nếu đúng định dạng thì là ok, nếu sai thì là chúng ta sẽ báo lỗi. Thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra như thế này. Nếu chúng ta gọi đến tên hàm email invalid và chúng ta truyền email vào, nếu mà như thế này có nghĩa phủ định là sai, thì chúng ta sẽ báo vào email không đúng định dạng. Đây, chúng ta sẽ báo lỗi là email không đúng định dạng. Đây, đây lỗi của chúng ta sẽ báo là email không đúng định dạng. Đó, bây giờ chúng ta chạy thử nó lên. Ok, nếu tôi nhập A, B, C, đó, nó sẽ báo. Nhưng nếu là a.gmail.com thì nó sẽ báo là a.gmail.com mà vẫn báo không đúng định dạng à. Thì thôi.info. À rồi, nó đã ok rồi, nhưng chúng ta cần phải xử lý ở đây. Nếu nó nhập đúng rồi, chúng ta cần phải loại bỏ cái message đi. Đó, nó đã đúng rồi đây các bạn. Đây, chúng ta sẽ gọi lại cái này và gán nó bằng rộng như thế này để chúng ta bỏ message đi. Thì chúng ta mới thấy là message ẩn đi, nó bị loại bỏ đi như thế này. Đó, còn ban đầu nếu tôi nhập là phạm kỳ khôi.info không được, nhìn đến a.gmail.com. Ok, đó, các bạn thấy chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ nói về số điện thoại. Thì tôi sẽ validate đơn giản như thế này. Nếu
ENT phone. Để nó sẽ báo lỗi nó ra. Chúng ta cũng sẽ quay trở lại đây tạo ra một cái biến một cái thẻ spam để chứa lỗi của phone, thì chúng ta sửa nó như thế này. Và ở bên này chúng ta sẽ dùng nó như thế này. Đây. Đó, chúng ta sẽ gọi đến ID là phone lỗi và chúng ta thông báo là vui lòng một số điện thoại. Ok, chạy lên. Đó, inner HTML. À, đây chúng ta chưa lưu lại này. F5 lại. Đó, ok. Và nếu mà người dùng nhập số điện thoại lớn hơn 10 ký tự, bởi vì số điện thoại bây giờ nó sẽ không được lớn hơn 10 đâu. Giả sử như vậy. Số điện bàn cũng không vượt quá 10 ký tự, nên chúng ta hoàn toàn tự tin để kiểm tra. Chúng ta bỏ cắt chuỗi đi. Cắt khoảng trắng hai đầu thông qua hàm chim và chấm len. Nếu một thằng này lớn hơn 10, chúng ta báo là số điện thoại không đúng. Chúng ta sẽ báo như thế này. Không đúng. Đó. Trái lại thì chúng ta, có nghĩa là người dùng nhập đúng rồi, thì chúng ta sẽ loại bỏ cái message đi. Đây. Ok, tôi thử như thế này. Đó. Nếu tôi nhập như thế này. Đó, nó báo sai này. Quay trở lại này. Đó, ok. Tiếp theo địa chỉ. Địa chỉ thì đơn giản thôi. Tôi chỉ cần tạo ra một cái validate cho trường hợp là bắt buộc nhập địa chỉ, chứ không cần ràng buộc gì khác nữa. Tôi sẽ tạo một cái biến address error ở đây, một cái thẻ address error ở đây. Thì bên này tôi kiểm tra như sau. Nếu mà EMT của address thì chúng ta sẽ thông báo là vui lòng nhập địa chỉ. Đó, đây sẽ là address. Chúng ta chạy thử lên này. Đó. Trái lại thì chúng ta lại gán nó về rộng như thế này. Đây, các bạn chạy thử đây. Tôi để là Hà Nội. Đây. Đó, ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ validate cho phần giới tính. Nếu mà người dùng không chọn giới tính, không chọn một trong hai cái này, chúng ta báo là vui lòng chọn giới tính. Thì đối với trường hợp là Radio Bob, chúng ta sẽ chọn như thế này. À, chúng ta đã xử lý chọn ở trên này rồi. Thì chúng ta chỉ cần kiểm tra nếu mà không có gender. .ent của gender như thế này. Thì chúng ta sẽ báo lỗi ra. Vui lòng chọn giới tính. Đó. Trái lại thì chúng ta sẽ gán lại cái lỗi này về rộng, có nghĩa là người dùng đã nhập rồi thì không được hiển thị lỗi trên đấy nữa, trên màn hình nữa. Đó, vậy là chúng ta đã thực hiện validate xong. Các bạn thay cho tôi ở đây là gender. Chúng ta tạo một cái thẻ span là gender để chúng ta chứa cái lỗi mà chúng ta cần hiển thị lên. Đây. Thì tôi thay ở đây sẽ là gender error. Đây, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có từng cái input và mỗi input đó đã tương ứng với từng cái validate. Đây, thì các bạn thấy là khi xử lý form thì các bạn cứ đi từ trên và xuống qua từng input và xem ràng buộc của nó cần điều kiện spec hay yêu cầu của đầu bài như thế nào, thì chúng ta sẽ validate tương ứng. Đây, đó, nếu mà chọn rồi sẽ không được báo lỗi nữa. Đó, kiểu như vậy. Ok, vậy là chúng ta đã thực hiện validate xong. Vậy thì sau khi mà người dùng nhập đầy đủ thông tin rồi, có nghĩa là nó đã pass qua cái validate rồi, thì chúng ta cần phải làm một việc, đó là lưu trữ thông tin của user này vào trong storage để chúng ta hiển thị lên trên danh sách. Thì trước khi lưu trữ, chúng ta cần làm một việc như sau. Đó là để lưu trữ, chúng ta cần kiểm tra nếu mà tôi viết như thế này, có nghĩa là tồn tại full name và full name đã có giá trị rồi, và email
và address phone chứ, và address và gender, address và gender, thì chúng ta sẽ test thử console log tất cả những cái này lên đó để các bạn nhìn thấy chúng ta lấy được ra đã. Đây cách nhân dấu phẩy, đây chúng ta chạy thử nó lên đây. Tôi chọn giới tính nam, tôi chạy ra lên thì các bạn thấy là tôi đã lấy ra được các thông tin này. Nhưng sẽ còn một vấn đề, đây cũng là cái mà tôi muốn để nó xảy ra cái trường hợp này để các bạn có thể hiểu được. Các bạn thấy là tôi đang check là nếu tồn tại những cái này thì tôi sẽ lấy ra giá trị và lưu trữ nó vào. Nếu làm với database thì chúng ta sẽ put lên server để lưu vào database, nhưng nó sẽ bị lách một trường hợp, đó là nếu mà tôi nhập sai email như thế này. Đó, tôi click vào, tôi vẫn rơi vào cái cây đúng này. Và mặc dù message đã báo lỗi ra, các bạn nhìn thấy ở đây không? Tôi vẫn vào đây để mở gửi lên DB để save, mặc dù message đã báo ra. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể xử lý được? Thì chúng ta sẽ xử lý được một cách chính xác nhất là một người dùng đã nhập vào nhưng phải đúng. Đó, nếu mà xảy ra các trường hợp lỗi cho từng cây này thì tôi sẽ phải gán cái lỗi đó. À, chúng ta bị thiếu message ở đây, không được nhỏ hơn 2 ký tự. Thì khi có lỗi thì tôi gán lại cái biến này bằng lỗi đó, ví dụ empty thì ok, nhưng mà nếu nhọn 2 thì tôi sẽ không gán giá trị cho cái full name nữa. Đây, tôi gán bằng lỗi, tôi gán lại nó bằng rộng sau khi nhọn 2 đó, hay là sau khi full name lớn 50 tôi gán về rộng như thế này để đảm bảo là cái full name của chúng ta nó không pass qua được cái phần này, không pass qua được cái phần này đó. Đây, tương tự đối với những phần khác tôi sẽ làm tương tự, khi có lỗi email tôi gán về phần này đó. Có rất nhiều cách nhé, tôi đang làm với một cách để các bạn dễ hiểu nhất thôi, chưa hẳn là tối ưu nhất nhưng sẽ là cách dễ hiểu nhất. Đây, ok, tương tự với phone, cứ có lỗi với phone là phone mở rộng đó, có lỗi với phone tôi gán mở rộng, có lỗi với address tôi gán lại address mở rộng mà không lấy lại giá trị ở trên này nữa, giá trị mà chúng ta đã khai báo trên này nữa không lấy nữa. Và gender cũng tương tự như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang xử lý ở đây là nếu mà thằng này tồn tại và có giá trị thì chúng ta mới thực hiện công việc gửi nó đi và lưu trữ vào. Đấy, bây giờ chúng ta thử này, và tất cả những thằng đó phải tồn tại và có giá trị. Đây, ví dụ tôi để là Hà Nội, tôi để là Nam thì ok, gửi đi này. Nhưng nếu mà tôi nhập vẫn là có giá trị nhưng mà nó không đúng format thì chúng ta sẽ không gửi đi. Đây, không làm gì cả, trừ khi phải nhập đúng toàn bộ. Đây, kiểu như thế này, hoặc là đây, như thế này, cả hai lỗi này. Đó, các bạn đã hiểu chưa? Đây, đó, thì nó sẽ không gửi đi. Còn khi các bạn nhập đúng thì ok, không vấn đề gì. Đây, đó. Ok, thì khi mà chúng ta lấy được những thông tin đúng nhất rồi thì chúng ta sẽ thực hiện là đi lưu vào trong danh sách sinh viên để hiển thị lên trên màn hình danh sách sinh viên như thế này. Đó, thì tôi sẽ xử lý cái phần lưu vào danh sách sinh viên này sang một video tiếp theo. Tại vì là video này nó cũng khá dài rồi nên tôi sẽ dừng video này tại đây. Kết thúc video này, chúng ta sẽ làm được trọn vẹn cái phần validate form thông tin sinh viên. Đó, bây giờ các bạn hãy làm nó ở trên máy của mình và đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube để theo dõi video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.